Rồi hello anh em nhé. Đó thì đến để lên vào cái chương trình này thì xe máy Phương Nam mình sẽ lên chia sẻ và giới thiệu đến mọi người các cái mẫu xe mà bên cửa hàng mình có rồi nhé. Thì trong cái quá trình mà mình quay mọi người nào cảm thấy ưng ý và kết được con xe nào thì đừng quên để lại cho bên mình một lượt tim, một lượt like, một lượt chia sẻ nhé. Và trước khi vào video clip mình cũng luôn luôn sẽ chúc mọi người có nhiều sức khỏe, thật là nhiều thành công trong cuộc sống nhé. Đó thì cửa hàng xe máy Phương Nam mình thì đa dạng với các cái mẫu xe, vẫn có hỗ trợ trả góp và vẫn có hỗ trợ ship xe xa toàn quốc luôn. Anh em nào mà ở xa không đến xem xe được thì có thể cọc lại cho bên mình một vài phần tiền. Đấy, mình nhận cọc thì mình sẽ hỗ trợ một cái ship xe nhé. Bên mình thì đầy đủ các cái dòng xe, đấy, đa dạng với các cái mẫu xe nhé. Bên mình thì cũng có mua bán, đấy, trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng. Cửa hàng mình thì bao nợ xấu và ngân hàng mình thì bao nợ đẹp anh em ơi. Xe mình nói chung thì đa dạng lắm mọi người ạ, đa dạng với các cái mẫu xe. Nói chung thì anh em nào mà đã từng ghé ngang qua cửa hàng mình rồi sẽ biết là cửa hàng mình nhiều xe từ cửa nào nhá. Đó, ngay ngả tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương thôi. Đấy, Zalo số điện thoại thì đây này mọi người. Đây nhá. Zalo là 0385524849, còn số điện thoại là 0977355248 nhá. Mọi người có thể liên hệ qua những số này để được các nhân viên tư vấn và chi tiết đầy đủ nhất có thể nhá. Không liên thiên lòng vòng nữa thì mình sẽ vào chủ đề chính mình review xe luôn này. Trước đây mình sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc Basic phiên bản 160. Con này là bản 160 bản mới nhất bây giờ nha bạn. Con này thì khỏi cần suy nghĩ rồi. Giá cả nói chung khá là hợp lý cho mọi người, gọi là dễ dàng tiếp cận nhé. Chỉ cần bỏ ra ngày hôm nay cho mình với con giá là 66 củ thôi, chốt em Basic 160 này. Rồi mấy con LA, GZ rồi Dalim này thì đã có người cọc rồi cho nên mình sẽ không báo giá nhưng mà quay mấy con này rồi nhé. Rồi đây mình mới về con FZ phiên bản lốc đồng này, đấy, cho 50. Con này thì xe đẹp, máy móc êm, đấy, giá cả khá là hợp lý luôn. Con này thì đăng ký vào 2017 nhỉ? Lốc đồng thì chỉ có đời rất cao nha mọi người. 28 củ để mọi người nhá. Rồi bên này có thêm một con Yamaha phiên bản 110 dọn kiểu dáng của cà phê vậy nhá. Đấy, nhìn cái ngoại thất xe thì khỏi cần suy nghĩ luôn, con này đi cho mình là một máy 2 bô. Bình xăng cơ, bộ chế hòa khí nhá. Nhiều người có thể nhầm tưởng đây là cái dòng 150 hoặc là 125 gì đó, không đâu mọi người. Con này là chính xác là bản 125 thôi nhưng mà nhìn xe rất là gấu anh em ạ. Đây, bao da hai bên này. Xe đẹp đẹp cực kỳ nhá. Mọi người nào thích thì có thể chốt đơn mấy con này đi ạ. Mình cũng đang để rẻ cực kỳ này, chỉ với 13 củ thôi chốt em Yamaha này luôn rồi nhá. Cái này là giá chuẩn nha mọi người nhá, giá chuẩn không báo giá trả góp đâu ạ. Mọi người nào mà cảm thấy cái con giá này nó hợp lý, ưng ý với cái tài chính của mọi người thì mọi người có thể chốt đơn em nó này. Đấy, xe đang rẻ, giá cả khá hợp lý nhá. Có thể mua về và chốt đúng được, xe mình thì đa dạng mà. Rồi kế bên mình có thêm con Phantom phiên bản 4 thì này, 150. Xe đẹp leng keng luôn, đang giảm giá luôn. Con này còn có là 33 củ thôi ạ, biển số thành phố nhá. Rồi kế bên này mình thêm một con Bentley này. Đấy, con này bản là Bentley phiên bản 150. Xe ý đàng hoàng nhá. Con này thì xe đẹp, máy móc êm, dàn sơn dàn xi đang khá là tốt theo 5 tháng thời gian. Và mình cũng đang để lại luôn cho tất cả mọi người với cái con giá cực kỳ rẻ mọi người ạ, chỉ với 13 củ thôi chỗ em nó rồi này. Rồi Phantom phiên bản 2 thì, con này 2 thì bản 150 nhá. Xe đẹp cực kỳ luôn, máy móc thì hoạt động chân chu. Con này thì anh nào mà chạy lên một cái tốc độ nào đó nhất định thì nó sẽ mở ra cái van pô tiếp anh em ạ. Đấy, giúp anh đi gọi là cảm giác nó chill hơn, phê hơn nhá. Đang để lại luôn với cái giá 70 củ này mọi người. Rồi kế bên cũng có thêm một con Phantom tiếp này. Con này là phiên bản 4 thì 200cc. Đấy, nhìn cái ngoại thất xe, kiểu dáng xe thì khỏi cần suy nghĩ luôn rồi. Anh em nào mà thấy hợp lý với cái con Phantom này thì hãy để lại cho bên mình một cái comment đi nào anh em ơi. Và mình cũng đang để lại luôn cho tất cả mọi người trong cái buổi công chiếu ngày hôm nay với cái con giá là 40 củ nhá. Rồi bên cạnh thì mình có thêm một con xe Kimco, đấy, phiên bản 125cc. Con này thì xe đẹp, máy móc êm, đấy, phân khúc thì vừa tầm với anh mình gọi là tiện dễ dàng tiếp cận này. Y chang một chiếc cào cào thôi anh em ơi. Con này mình đang giảm giá có là 8 củ thôi. Biển số 48 Đắk Nông này anh em nhé. Đấy, máy 125. Rồi bên cạnh đây mình có thêm một dòng xe máy đứng này. Đấy, con này là dòng Honda Wayang, đấy, phiên bản 125cc. Con này thì xe đẹp, máy móc êm, mua về chuyển việc đổ xăng và chạy thôi. Mọi người nào cảm thấy cái con giá này nó hợp lý, ưng ý với cái tài chính của mọi người thì mọi người cứ chốt nhé. Đấy, bao rẻ luôn mọi người ạ, giá bao rẻ nhá, chỉ với 25 củ thôi là chốt được em nó rồi. Anh em nào cảm thấy hợp lý thì cứ chốt đi nào anh em ơi, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Đấy, cửa hàng mình thì đang bán xe rất là rẻ cho nên là mọi người nào mà không chịu chốt xe thì hơi tiếc luôn này mọi người. Rồi bên cạnh đây mình có thêm một con xe CBF này, phiên bản 125 nốt luôn. Đấy, CBF phiên bản 125 nhá, con này thì đẹp cực kỳ anh em ạ, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, giá cả bao hợp lý luôn anh em ơi, chỉ với con giá là 25 củ rồi chốt em nó rồi. Đấy, 25 củ cái này là giá chuẩn, giá chuẩn anh em nhá. Hợp lý thì cứ chốt đi nào mọi người. Rồi Phantom tiếp này. Con này là con Phantom phiên bản 4 thì. Đấy, 150. Con này thì đi cho mình là một máy một bô xe, nói chung thì rất là ngầu. Con này thì còn suy nghĩ rồi, đăng ký biển số 16 Hải Phòng nhá.
Chỉ với 23 củ thôi là anh mình đã chốt con xe ở đỉnh cao rồi. Mọi người nào cảm thấy hợp lý ưng ý thì có thể chốt mọi người. Rồi kế bên mình có thêm một con Rebel Mỹ ạ. Đấy, Rebel Honda Mỹ đàng hoàng nhá. Con này thì xe đẹp, mấy em mua về chuyển việc đổ xăng và chạy thôi. Đấy. Con này thì trang bị cho mình là hai máy hai bộ chế hai bô ấy, cho nên cái âm thanh nó tạo ra cực kỳ phấn khích luôn anh ạ. Đấy, và hiện tại mình cũng đang để lại luôn cho tất cả mọi người với một cái con giá rất là rẻ anh ạ. Đấy, rất là rẻ nhá, là chốt em nó rồi. Ok cho anh em ơi. Bao rẻ nhá. Rồi kế bên thì 60 củ này. Đấy, 60 củ cho một con Rebel Honda. Rồi bên cạnh đây mình có thêm một con xe đến từ nhà Suzuki. Con này xác xe là Suzuki GN mà dọn lên kiểu dáng của Bindup anh em ạ. Đấy, GN dọn Bindup nhá. Nhìn cái chất xe thì khỏi suy nghĩ luôn. Anh em nào mà thiện chí về mấy cái dòng Bindup thì có thể chốt đơn này đi. Đấy, con này đang giá đang rất là tốt rồi ạ. Chỉ với 20 củ tròn là anh em đã chốt được con xe Suzuki dọn lên kiểu dáng của Bindup này rồi nha. Anh em nào mà đang quan tâm tới cái mẫu xe gì bên cửa hàng xe máy Phương Nam thì hãy để lại cho bên mình một cái comment này anh em ơi. Cửa hàng mình thì ngay cả Tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Đấy, chuyên mua bán cho đổi các cái dòng xe, hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng anh em nhé. Rồi bên này mình có thêm một con xe đến từ nhà Yamaha. Đấy, Yamaha Vision phiên bản 125cc. Xe đẹp, máy móc êm, mua về chuyển việc đổ xăng và chạy thôi nhá. Chỉ với 25 của anh em này. Rồi cùng với cái tầm phân khối như vậy thì mình có thêm một con Hyungsung. Đấy, Hyungsung xe đẹp cực kỳ luôn, 125cc nhá. Két nước làm mát này. Đó. Biển số 53 thành phố anh em ơi. Có một máy thôi đang giảm luôn, còn có là 12 của anh này. Rồi Suzuki GZ phiên bản 125 nút anh em ơi. Đấy, anh em là đang có cái tiêu chí về cái dòng GZ 125 thì có thể chốt đơn này nhá. Mình cũng đang giảm giá luôn với con giá cực kỳ mềm mọi người ạ. Chỉ với 33 của là chốt em GZ 125 này rồi. Cả cảng chúng đổ này. Đấy, xe thì đầy đủ chức năng anh em ạ. Mua về chuyển việc đổ xăng và chạy nhá. Biển số 54 thành phố Hồ Chí Minh anh em ơi. Có trong thiết bị sản bao da này. Rồi kế bên này mình thêm một con xe đến từ nhà Li Fang anh em ơi. Li Fang phiên bản cổ điển 125cc. Con này thì khỏi gần chê rồi. Đấy, mua về chuyển việc đổ xăng và chạy thôi. Xe nói chung thì rất là ngầu. Đấy, mà giá cả cực kỳ hợp lý nhá. Chỉ với 21 củ thôi là người đã chốt em nó rồi. Rồi một chiếc Super Harley. Con này là phiên bản 170 nha bạn. Harley 170 nhá, siêu dài. Rồi máy V mới chịu cơ. Con này mình cũng đang giảm giá luôn cho anh em mình trên cái buổi phát sóng ngày hôm nay với cái con giá là 53 của anh em ạ. Rồi bên này có thêm một con xe G-Pick bản Legend này. Đấy, G-Pick Legend phiên bản là 200cc. Con này thì xe nhìn phát là mê luôn chứ không cần phải chê gì hết đâu mọi người. Sala luôn là 31 của anh em ơi. Rồi nhiều xe đẹp lắm mọi người ạ. Nào là Li Fan này. Đây Li Fan bản là Sport đây. Anh em nào thích Li Fan bản Sport thì có thể chốt đơn con này đi. Xe nói chung thì hầu như chả khác gì xe mới tí nào đâu mọi người ạ. Đấy, nhìn xe là chỉ có muốn đi thôi mọi người nhé. Con này thì mình cũng đang giảm giá luôn cho tất cả mọi người trong cái buổi công chiếu ngày hôm nay với con giá rất là đẹp. Đấy, rất là tuyệt vời, đang giảm luôn, còn có là 19 củ người ạ, 19 củ chốt luôn Li Fang này. Rồi bên này thì có thêm một con xe Honda. Đấy, con này có thể gọi là dòng Honda Holet phiên bản 250. Đấy, hàng 4 máy, mấy cái hàng 4 máy này thì đi cực kỳ sướng người ạ. Và hiện tại mình đang giảm giá luôn cho mọi người em này, còn có là 60 củ tròn. Ok cho mọi người. 60 củ tròn là chốt em nó rồi. Rồi bên này mình thêm một con xe đến từ nhà Li gì ta? Bentley. Đấy, dòng là dòng Bentley phiên bản 250 nha bạn. Bentley 250 thì nó vẫn xài cho mình là một máy thôi. Nhưng mà được cái màu sơn Hurricane này rất là đẹp mắt rồi ạ. Đây màu sơn Hurricane nhé. Anh em nào mà muốn chốt đơn con xe này thì vui lòng để lại cho bên mình một cái comment đi nào anh em ơi. Chỉ với 25 củ thôi là anh chốt con Bentley này rồi. Đó thì trong cái quá trình mà mình like anh em nào cảm thấy ưng ý và kết được con xe nào thì đừng quên để lại cho bên mình một cái comment nhé. Cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi các cái dòng xe, hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng. Cửa hàng mình thì bao nợ xấu và ngân hàng mình thì bao nợ đẹp anh em nhé. Ơi xe đẹp mà giá cực kỳ hợp lý luôn nha bạn. Ơi này mấy con xe biển số VIP này này thấy không? Đấy mọi người cứ đợi đi rồi đến clip sau mình sẽ lên chia sẻ với các con này nha. Đây này, địa chỉ hàng mình này. Nằm ngay đường số 14 Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Zalo là 0385524819, còn số điện thoại là 0977355218 anh em nhé. Anh mình đang coi trên kênh YouTube Bờm Xe Máy nhá. Ok thì mọi người nào mà cần tư vấn về cái dòng xe gì thì hãy để lại cho bên mình một cái comment. Đấy, đừng quên để lại cho bên mình một nút subscribe. Một lượt chia sẻ, lượt like cho cửa hàng nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.